hôm nay tôi xin được giới thiệu với tất cả bà con và mọi người một cái bí kíp và một cái công dụng rất tuyệt vời của quả mướp tiếng Mông gọi là quả sức cua. Khi còn xanh thì mướp là một trong những loại quả rất giàu dinh dưỡng và ăn rất là mát, rất nhiều người cũng thích ăn. Nhưng khi mà quả già rồi thì chúng ta sẽ bóc ra, quả sẽ được như thế này. Và trong cái quả này chúng ta sẽ có hai cái công dụng như sau. Các anh, các chị và bà con có thể dùng cái hạt trong quả mướp, chúng ta chỉ cần bóp nhẹ như thế này thôi ạ. Chúng ta cần bóp nhẹ hết tất cả một lúc, sau đó thì chúng ta cần đập gõ tay như thế này thì tất cả những cái hạt của quả mướp này sẽ rơi ra. Quả nào càng khô thì càng khô thì chúng ta sẽ càng gõ ra được dễ. Vâng. Các chị có thể nhìn đây là những cái hạt mướp này. Được. Và với cái hạt mướp như thế này, với một cái hạt mướp như thế này, hạt của quả sức cua, tiếng Mông gọi là cái gì nhỉ? Nông sức cua là hạt của quả mướp. Thế thì hạt này chúng ta có thể rang lên và thành một cái món ăn rất là giàu dinh dưỡng, giá trị tương đương, thậm chí còn hơn hạt hướng dương và hạt bí. Hạt bí ạ. Và một lát nữa thì chúng ta sẽ dùng cái chảo này để chúng ta rang cái này lên ạ. Trong khi chờ đợi rang cái sản phẩm chảo này thì rang cái sản phẩm hạt này thì chúng ta sẽ ăn. Có một cái công dụng nữa, đó là cái quả sức cua này sẽ dùng một cái dụng cụ, đó là cái dẹp cọ bát, cọ son, cọ chảo và quạt. Chỉ cần làm như thế này và chúng ta xong được. Vì trong điều kiện của bà con không có dầu rửa bát nên là hôm nay cái thớt thì nó cũng hơi bẩn một chút, nên tôi sẽ dùng một chiếc xà phòng chút thôi, chút xà phòng thì phải rửa sạch. Và các chị nhìn thấy cái thớt này, cái thớt này rất là bẩn ở xung quanh này, mọi người có thể nhìn thấy này, cái thớt có thể rất là bẩn ở xung quanh này. Và chúng ta sẽ dùng cái này, đây là sản phẩm ở bất kỳ hộ gia đình nào ở trong bản này cũng có sản phẩm này. Cọ ngang, cọ dọc ạ. Thì cái thớt ở trên đây rất là đẹp, nhưng mà bà con thì không có cái máy trà lên này. Cái mặt thớt thì nó rất là sần sùi. Chính vì cái mặt thớt sần sùi này lên, khi mà mình chế biến thức ăn, mình rửa không sạch thì nó sẽ để lại những cái cặn dính lại thức ăn và nó sẽ phân hủy và là thành một cái ổ vi khuẩn rất nguy hiểm cho những cái lần chế biến thức ăn tiếp theo. Hai bên anh. Xong, như các anh chị có thể nhìn thấy được cái mặt của cái thớt đã sạch hơn rất là nhiều. Và chúng ta chỉ cần để cho giá khô và bắt đầu chế biến những lần tiếp theo. Và với cái sơ cua này, lông sơ cua, thì sau khi dùng xong thì chúng ta rửa lại. Chúng ta lại treo lên và để dùng cho lần tiếp theo. Vâng, xin giới thiệu với bà con công dụng của quả mướp khô, hạt của quả mướp khô, và hy vọng là bà con có thể dùng. Và đối với rất nhiều người thì mọi người cũng có thể dùng cái này làm cái khăn để tắm, cái rẻ để tắm. Vâng ạ, xin cảm ơn anh Nguyễn Xuân An đến từ chương trình Từ Chùa, tỉnh Điện Biên ạ. Anh có những chia sẻ rất là quý báu ạ.
Vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn anh. Và mọi người có những thắc mắc hoặc liên hệ gì thì có thể liên hệ với tôi hoặc liên hệ với chủ Facebook Nguyễn Xuân An. Vâng. Không biết đại ca đang làm gì đây. Trên đây đại ca là một quả mướp khô. Và anh đang bóp quả mướp để cho ra mình hạt. Sô-cô-la là tiếng của người Mông đúng không ạ? Không biết anh định làm gì đâu, tôi cũng rất tò mò. Quê mình là quả mướp. Quả mướp khô. Em tưởng anh lấy để em tưởng anh làm để đi mua kết ngồi đầu. Nói chung hạt bầu hạt bí hạt mướp ăn được hết. Chẳng qua là mình không thích ăn thôi chứ. Nhà anh ngày xưa trồng rất nhiều mướp anh ăn. Anh rất thích ăn mướp. Nhưng mà mướp này mướp già rồi. Còn sơ thôi. Thì ăn thì có được quả của lót. Không biết anh định làm gì đây. Một quả đấy, bộ kêu không cháy kìa, bà kêu bà làm ra thì cháy hết kìa. Đây, đây là công đoàn rang hạt nước của người Mông ạ. Và anh Nguyễn Xuân An đang hướng dẫn mọi người rang hạt nước ạ. Thì tí nữa tôi sẽ thử xem cảm nhận thế nào. Tôi cũng chưa cảm nhận vì nước này ra sao hết. Như tôi ngửi được cái mùi thơm thoang thoảng, có cái mùi vị đậm là rất là đặc sắc của cái các cái hạt của những hạt bí hạt ngô đấy. Ô, rang xong là nó sẽ bóng lên thế này. Đây, rang xong là nó thành bông này. Có một công dụng của nó hay là tôi còn chưa biết này. Trong lúc rang thì nó sắp chín thì nó lại chuyển thành màu trắng. Cái hạt của nó bong ra cái hạt lạ ấy. Thì nó bong cái màu đen ra còn cái màu trắng này. Màu trắng này là chín rồi. Nó thay ạ, từ bây giờ tôi cũng rất thấy. Cái này cực kỳ đầu tiên. Rất chi là hấp dẫn đúng không ạ? Tí nữa tôi sẽ cho mọi người xem cái sản phẩm cuối cùng.